Rồi, kính chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại video tiếp theo của Hùng. Thì hôm nay Hùng có xem được cái thông tin chia sẻ trên mạng, đó là em Vũ, em cũng mắc bệnh hiểm nghèo, nên là hôm nay nhận được cái thông tin này thì có mấy anh chị Mùi ở dưới Biên Hòa có cái thăm, rồi hai chị Nhung ở Long Thành, chị Nhung và chị Vân ở dưới trường Lục Quân Long Thành cũng lên thăm gia đình em Vũ. Thì bữa nay thấy ổn hơn không em? Bình thường như tại hôm nay bắt đầu chuyển hóa chất đấy ạ. Dạ. Thấy cũng hơi mệt. Đừng cái thịt bò là cái bổ máu, cái thịt bò là nó tạo máu cho mình xà chị này mình rất mất sức. Em phải cố gắng ăn uống vào. Với lại đi lại nhưng mà đi lại em cứ hỏi bác sĩ là đừng có nằm một chỗ như vậy. Đó. Ừ. Con hỏi bác sĩ bảo là không nên kiêng gì. Đó, thì không nên trái cây chứ gì, ăn hết, không kiêng một tí gì hết. Đậu nành là không ăn. Đúng rồi, đậu hũ, đậu nước sôi đậu nành là con không ăn. Đậu xanh không ăn tại vì mình đang vô thuốc mà nó kháng thuốc. Tại vì đậu nành nó làm cho cái dưỡng. Đúng rồi, cái đậu nành với lại ấy là nó hay dễ bị gãi, su su gì đó. Thế mình đang điều trị ở bệnh viện nào? Điều trị không biết thành phố Hồ Chí Minh này. Thế đi cái đó điều trị được mấy lần rồi? Dạ, con mới lên đó khám hội chẩn là khoảng 2 tháng trước ạ. Rồi đưa cái cổ quay ra đây cho anh Hùng anh quan. Có cái xương lên này ha. Xương cổ cháo rồi. Dạ. Có xương đỏ. Rồi thấy rồi. Đỡ em đấy. Thì mới nhận được kết quả với hôm nay mới bắt đầu vào khóa trị. Ừ. Khóa trị lượt đầu. Ừ. 4 ngày liên tục. Ừ. 4 ngày liên tục. Dạ vâng ạ. Ừ. Ngày nào cũng đi lên đấy hả? Dạ vâng, không mà là con định ở lại đó luôn. Ở lại đi nhá, ở lại trên đó thì trong nhà chị chăm sóc. Đi lên đó bằng gì? Theo bác sĩ. Rồi là con đi lên bằng xe máy ạ. Đi xe máy hả? Dạ vâng. Sao không đi? Ở đâu giờ đâu có xe buýt. Không có xe buýt thì đó. Xe buýt cũng đi được. Nếu mà có xe buýt thì đi nó khỏe hơn nhỉ. Xe máy thì đi làm sao? Thì bác sĩ kêu đợt này, đợt đầu tiên là 4 ngày liên tục hả? Dạ vâng ạ. Em ăn uống nước vào nhé. Dặn chị kìa. Em đang học là sinh viên của trường nào ấy nhỉ? Học ở trường Hữu Tech năm thứ 3. Hữu Tech năm 3 hả? Học ở đại học không? Học ngành công nghệ thông tin. Tết là chị giỏi đấy, chị nuôi em thì Tết là chị hơi bị giỏi đấy. Bởi vì mình đọc cái đấy mình thấy quá giỏi nhưng mà thấy tốt. Chị giỏi đấy, làm công nhân mà Hữu Tech là tiền cao đó. Chị vẫn cũng dám nuôi ạ. Bây giờ con phải ráng, con ráng mà con biết như vậy là con phải ráng. Bây giờ đó là niềm an ủi của chị, nếu mà chị làm được cái gì đó cho con hoặc vượt qua cái căn bệnh này là đó là nhờ của chị đó, nên con phải ráng thôi. Cái gì cái tinh thần của con là cái đầu tiên. Đầu tiên đừng có nghĩ mà vừa cầu nguyện, cầu nguyện như là em cứ đi ra đi vào này thoải mái cho nó thoải mái. Con giống như là con nghĩ là con cứ bình thường. Em đừng có nằm bền bẹt nhá. Không chụp hình thấy con nằm bẹt thì tôi tưởng không. Không ạ, à, cái anh chụp hình bảo là nào, đúng giả nào chụp chứ không phải giả đâu, cho nó lũ đó hả? Dạ, không ạ, phải cứ nhìn thấy vậy là cũng mừng sao, rồi. Thấy cái tinh thần vui vẻ nói chung là tốt nhìn rồi. Thấy con như vậy là tinh thần là thấy là coi như mọi người đến thăm là thấy mừng rồi đấy. Cố gắng lạc quan lên. Cố gắng lên. Dạ, con cảm ơn mọi người. Chị là niềm động lực mạnh nhất của con chị đó. Nhưng mà chị phải cố gắng ăn lên để có sức lo cho em. Đúng rồi, con cũng phải động viên chị. Trước giờ là em vẫn vậy ạ. Ngủ sớm em chỉ có ngủ sớm đúng giờ giấc rồi nhá, cái này đừng có thức khuya nhá, ăn chay trường ăn chay trường đấy. Rồi bây giờ thằng này nó cũng gặp nhiều may mắn đấy. Không phải chuyện đơn giản đâu, cái gì cái nó cũng có cái ấy của nó hết. Đúng rồi, thì cũng cố gắng đi, bây giờ cái tinh thần này có em chữa theo bác sĩ nhá. Rồi chú Hùng chú kêu gọi với các chị đây này, còn chị thì bận lắm, chị cũng xin bạn chị đừng mấy triệu với chị bỏ ra là chị cho em 10 triệu để em chữa bệnh nhá. Thì hôm nay chị bỏ hết tài khoản nha. Mà em không còn cái này. Chị Mùi á thì chị chị Mùi chị ở Long Bình chợ Điều. Chợ Điều 2 triệu nhá. Đây chị gửi em 10 triệu này. Hôm nay chị cũng đến thăm và động viên cho em Vũ là số tiền là 10 triệu đồng để em Vũ cố gắng điều trị chữa bệnh để vượt qua cơn khó khăn này. Vô vàn kiến nhiều không biết lo nào mà lêu. Tại chị con hôm nay nhận nhiều cái điện thoại quá. Đấy. Đúng rồi, vậy nên là em phải biết là tấm lòng của mọi người nên em phải dám chữa bệnh. Cái thứ nhất là tấm lòng của mọi người. Đấy. Cái thứ hai là chị gia đình bố mẹ nữa. Để
để mà lo cũng đó. Đi quyên góp rồi cũng đi thăm người nghèo đấy. Nên giờ em mới được gặp nhiều cái phước may mắn của chị để lại đó. Đúng rồi. Sau này mà cố gắng khỏe để mà nuôi bà già đó, bà già quá đó. Đúng rồi. Có người kiếm ông nào giúp bà đi. Giờ chồng mong nó báo đáp lại đâu. Không, giờ mong em khỏe đi cái đã. Cho bố mẹ đỡ lo. Trách nhiệm em lo cho nó. Vậy thì tốt rồi, vậy là con sướng rồi đấy nhá. Chồng mong gì nó. Bởi vì bản thân mình biết mình cũng chưa lo rồi cho cha mẹ chứ mình nói là nó. Thế nên giờ con có mình con trai đấy. Đấy mẹ đây mà lấy vợ. Cố lên. Nếu có nói vậy cho nó nghe bệnh, vợ cái nó động lực nó mạnh lên. Có người yêu chưa? Có người yêu chắc mặt này có rồi chứ con nào nó tha. Chưa có thì người ta nó chạy tới. Không, có nhiều con nó thấy mày nó chạy đi ấy. Dễ nhiều nó chạy tới. Không, mình cứ nói thẳng nói thật. Nhờ con nhờ. Con thấy nó chạy đi. Nó chạy đi ấy. Ráng chữa bệnh đi rồi mọi người. Nhưng mà chắc cũng có tí tí rồi mà đẹp trai này đứa nào nó tha. Cha mẹ nuôi em đến nay, chị nuôi đến nay rồi. Giờ mình không may bị bệnh hiểm nghèo, mình phải cố gắng vượt qua. Chị qua ăn uống vào nhá. Ăn uống và dưỡng bệnh vào. Thoải mái. Biết đâu lần hết cái dịch này là con cũng hết bệnh. Người ta dịch cô na, mình dịch cô hai. Hôm nay là bác sĩ hóa trị lần đầu. 4 ngày liền. Phải là giờ con phải ăn vào nhá. Phải ăn vào, phải chịu được cái hóa trị đấy. Mai mốt đi cắt tóc đi, con nó cũng dựng tóc à? Không, tại giờ mấy con tóc nó... Thôi con đừng có cắt con ơi, mai con đi gói chùa bóc tóc à, nó rụng hết à con ơi. Nó rụng hết ạ? À? Ừ, kệ nó rụng mọc đẹp lắm, cái bà bạn của cô à, nó rụng giờ nó đẹp lắm. Chứ đi rồi cô hỏi, chị hỏi cái bà bạn của cô này là cô cũng bị ung thư vòng họng mà phải chữa thuốc nam. Cứ tháng 2 triệu đi lên bốc thuốc về uống á. Cũng nam. Theo bác sĩ đi trong ngoài mốt cái này thì đã chắc lượng của bác sĩ đi đã, cậu cô đó. Cô đâu có xả chị mà em biết không, nó cháy hết cái vòng họng này mỗi lần mà đi. Sao mà để to quá nhỉ, mới đi khám nhỉ. Nó nhanh nhanh được hết là nó. Ban đầu nó nhỏ với lại nó không đau ấy, nên con chủ quan. Đừng bao giờ chủ quan, những cái gì mà nó đang lên trên người mình chủ quan là nó không đau, là cái ung thư nó không đau đâu. Đến lúc về sau nó mới đau, nó đau là nó phát rồi. Thì nó phát hiện thì nó giai đoạn 4 rồi. Cơ thể mình cứ rờ đấy, đừng có về mà rờ, em chẳng rờ. Không, mình nói không nói phép. Nếu mà mình có điều kiện mình tầm soát ung thư sớm thì quay cái cổ đây cho anh cùng anh quay lên đi. Cái này nó sưng to rồi ha. Sưng to rồi. Quay cả cái phòng trọ này. Thì hôm nay chưa kịp dọn dẹp. Kệ đi, giờ này dọn gì cứ lo cho em đi. Nhưng mà con cứ lạc quan, con đi vòng vòng thoải mái rồi. Cứ giống như là mình đi học bình thường. Kể cả có đá cầu ấy. Ở đâu có đánh cầu lông với bà đó, bà đang thèm đó. Tập thể dục đi. Đánh cầu lông có thứ, chạy thể dục cho nó thoải mái. Giờ nguyên chị mà nghe điện thoại không là chị đã hết hơi rồi. Thôi mình xin phép đi về. Cho người khác vào. Dạ. Thế hôm nay có mấy chị Mùi ở Long Bình, Biên Hòa, Chợ Điều, có chị Dung Long Thành, chị Vân Long Thành. Chị Dung Long Thành, chị Vân Long Thành, nói chung là các chị ở đây cũng biết được cái hoàn cảnh của em thì các chị cũng tới động viên rồi cũng gửi cho em một chút tiền để các em cố gắng hỗ trợ điều trị qua cái giai đoạn này. Thì cũng thông qua video này Hùng cũng rất là mong nhiều mạnh thường quân có thể biết đến cái hoàn cảnh của em Vũ này, có thể chung tay góp cho em một cái phần nhỏ nào đó để em vượt qua cái cơn đại hoạn khó khăn này. Thì cũng xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Rồi cố gắng lạc qua lên nha Vũ nha. Dạ. Bây giờ các chị xin phép cũng đi về thôi. Cũng không biết nói gì hết. Cảm ơn tất cả các anh có chị. Cho chị nói mấy câu. Hôm nào đám cưới mời cô. Chị nào đi. Cho Dũng nói. Em cũng thay mặt gia đình là cảm ơn tất cả các anh các chị, các mạnh quân đã ủng hộ giúp đỡ cho chị em trong lúc khó khăn. Em cũng mong là Phật giáo hộ cho tất cả các anh các chị cùng gia đình được tăng long phúc thọ, viên gia mọi sự được cát tường. Cố gắng ha. Chị đừng có xúc động nhá, để sức mà lo cho em nhá. Nhưng mà bây giờ chị nói mày, em bây giờ em đang ăn chay gì? Cô Vũ nói em bỏ chay đi, em ăn để có sức khỏe. Đâu có được. Ăn chay quen rồi, không. Ăn chay trường rồi. Nhưng mà đừng để em ăn chay nhá, cho Vũ ăn chay. Nó không ăn nổi đâu. À đúng rồi. Cho nên nó ai đi học nó đâu có dám về nhà đâu, về ăn chay. Em đừng hạt tiền nhá. Để cho em ăn đừng hạt tiền. Phải bồi dưỡng cho em đó. Phải bác sĩ ăn được cái gì là cho cứ mua thịt bò cho em ăn đi, thịt bò có 100 mấy 200 ăn biết nó cũng ngán gì, cũng đổi món bình thường. Thằng nhỏ này nó kén ăn lắm.
vậy nữa cơ. Tôm vua cá thì là nó ngăn. Ôi vậy thì không ăn được. Hải sản nó ngăn. Nó không ăn được cái nước. Vậy thì không đấy, 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 của bộ đội lục quân luôn.